cả. Chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị gần xa và chào các bạn đang xem video trên kênh Phú Quốc với tôi nha. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở cảng cá An Thới cả nhà. Mình đi xuống dưới này rất là sớm, giờ này mới có 7 giờ thôi. Bữa nay cá lên nhiều lắm, mình xuống mình quay cho cả nhà xem nha. Cá An Thới trên này cả nhà. Một lần tấp nập luôn. Chú cho con xin chụp hình với con mực này cá nha chú. Ngon quá. Cảm ơn nha chú. Ừ. Trời luôn đó. Cá kia anh Dương. Trời ơi. Tươi không cả nhà. Cá cái gà thế cậu. Có fan không? Cho một lần. Ăn đi. Giờ này còn hơi sớm chút xíu nữa cá mực vô mới nhiều. Giờ này còn hơi nắng. Cô cho con xin chụp tấm hình nha cô. Còn ghê. Cá chưa có lên chút xíu nữa. Còn chút xíu nữa cá mới lên nha. Cảng cá An Thới sáng nay. Giờ này mới có 7 giờ thôi. Mấy anh đóng thùng, thùng cá. Mấy anh cá. Đây có cá thùng. Cá chuồn. Quá trời cá chuồn như thế nào. Cái này sáng này khá là tấp nập luôn. Cá chuồn. Cá này nó bay bay trên mặt nước. Rồi. Đã ghê. Lạnh đây.
lạnh ha anh. Bà con mình khá là bận rộn luôn đó nha. Cá này cá câu. Sáng hương như cả này cá tấp nập luôn, quay đã luôn. Ồ, thấy mê thiệt cả nhà, chở một xe luôn kìa. Xuồng này anh đi tăng cá. Khúc đằng kia là mực, khúc này là cá. Để mình đi một vòng khu vực này cái đó. Cái này cũng còn hơi sớm chút nên hải sản vô chưa có nhiều lắm đâu. Chút nữa, bây giờ này mới có hơn 7 giờ chút xíu à. Mà mình thấy là khá là tấp nập luôn cả nhà. Sáng sớm mình bà con mình đem cá lên thì cũng tranh thủ lắm, cũng bận lắm nên mình cũng không có dám hỏi nhiều, mình cũng không có dám hỏi giá nữa nghe. Vì sáng lên bà con mình ai cũng tranh thủ chứ để mà đem lên chợ bán, rồi chạy lên chợ Dương Đông, chạy lên chợ Cầu Sáu bán. Mình thấy thằng đó rất là bận rộn luôn. Cầu ơn, nó cá nhóc kìa. Dạ, để con lại đó. Cô này đuổi cá gì đấy? Cá phè. Cô xin chụp tấm hình nha cô. Cô xin đập, xin chụp tấm hình nha. Cá nhiều lắm, cha mình nói là này cá nhiều lắm.
mình đi từ từ tới. Giờ này cũng còn sớm mà nên cá chưa có nhiều. Wow, đây cá cơm này cả nhà. Trời ơi, cá này về muối mắm là ngon quá là ngon luôn. Đây là tép với ốc, rồi một xuồng ốc luôn kìa. À, giỏ cá đem lên đi bán nè cả nha. Qua tép bay đi. Ây da. À, ngoài này còn cái cầu cảng ngoài này nữa. Còn bên đây là cái chỗ mà để mà bà con thì đóng cá gửi đi xa. Cha mình đứng chợ đó kìa. Nè, kiếm chỗ nào mát mát đứng đi, ngồi có gì con gọi cho. Ồ, đây là cá gì đó? Cá sòng. Cá cơm. Bà lên bà nửa đi rồi chút chạy lên đấy. Cái này cá chuối nè. Con xin chụp tấm hình cái con cá đó nha. Dạ con cảm ơn. Hai ba bọc nước lớn nữa, con nước xấu phải rồi. Tay đồ chết cho chị chưa đó Bích. Trời. Cá thu. Cá thói luôn á. Em rồi ghê. Hai cái nữa, hai lấy cá cơm. Cá cơm cùng con kia mà bánh mì nè. Con kia lại. Cá thu quá trời to luôn. Chờ chút xíu nữa mình nó cá vô còn đông nữa cả nhà. Bên đây hơi mát hơn chút nào, bên đó thì nắng. Khung cảnh ở cảng cá An Thới vào các buổi sáng rất là tấp nập luôn. Mình đi xuống dưới cảng cá An Thới mình phải đi rất là sớm nha, tầm 6 giờ mình có mặt ở đây là cá bắt đầu lên rồi, rất là nhiều rồi. Sớm hơn nữa cũng có cá lên rồi. Ở này giờ không thấy có cá à. Chứ là các ghe đi cập vô đây nè. Đi gì chá nắng mặt trời quá cả nha. Đây các tàu câu du lịch nè. Này biết có cá gì không ta. Cái phút đầu nãy mình đi vô mực quá trời luôn, nhìn mê thiệt. Bữa trước mình thấy có người căng cá bên đây ha. Để mình đi qua đây một chút. Giờ này cũng còn sớm lắm, tầm chút xíu nữa mình đi qua bên đó lại. Bên đó mực vô rồi thì ốc rồi sò đồ vô nhiều lắm. Sáng sớm này thì vô là chủ yếu là cá vô trước và mực vô trước. Nhưng mà cũng mực thì cũng chưa có nhiều lắm. Bên đó là cầu cảng cá đó, cầu cảng quốc tế đó. Cái đường đi xuống ngay chỗ ngay cái chợ đó nha. Cha mình chạy đi chở tới cái chỗ mà có cá nhiều nữa nè.
còn sớm mà chưa lên cá nhiêu đâu không? Chút nữa. Để đi vòng vòng. Ở đây hả? Mày nãy hả? Dạ anh cảm ơn. Dạ. Cá này cá ông căng này đó nha. Còn cá này là cá gáy nè. Con to to mà. Cá gáy quá trời luôn. Con này là cá đẩm nè. Thiệt. Cái này còn cá bự bự luôn à. Cá ông căng. Quá trời cá tươi ngon luôn. Tươi ghê không? Đây là dừa. Còn cái cảng cá đằng kia. Cái đây chút nữa là hết đường rồi. Mày này không có lên cá hả? Mày này đâu có lên cá hả? Mày này không có lên cá hả? Cắt treo qua hòn dừa đó chứ không, đó hòn dừa phải không? Ra nhà ga An Thới rồi qua hòn dừa trước. Còn cá chỗ nào nữa không cha? Mình để xếp bển nó nghe nó bắt lại rồi nó giờ vừa bển. Thế con đi ngược lại đằng kia cái trong vòng bên kia nha. Rồi. Mình đi đây hết cái cảng cá này xong rồi mình vòng lên bên kia, mình qua bên bãi xếp. Nghe nha. Lên đằng đó xem hải sản mới sướng. Cá nhiều. Bữa trước có cá ngừ nữa, bữa nay mình lên mình chưa thấy cá ngừ. Bữa trước mình đi cái đường ngoài này nè. Đó, cái đường ngoài này nè. Đây có con đường chạy lên lên trên lộ lại. Bữa mình đi qua đó thấy cá ngừ nhóc luôn, bữa nay chưa có thấy cá ngừ lên. Ở đây mình có thể thuê mấy chiếc đò nè, đi dạo dạo ở ngoài biển. Mấy chục ngàn rồi đó nha, cũng rẻ lắm. Đi vòng vòng ngoài biển này chơi. Trước mình đi kêu đi ra ghe hình như là có 15 ngàn.
đi bên cầu cảng quốc tế. Đây là cái cảng cá mà mình nghĩ là cái ghe của bà con mình. Đó, mình thấy mấy chiếc thuyền đò này, mình đi mấy thuyền đò đó nha, đi ra ngoài ghe. Chưa, giờ này cá chưa có vô một chút nữa. Thôi mình đứng đây một chút nữa đi, coi thử có cá vô không. Cá giờ này bắt đầu vô nhiều chưa hả cô? Vô nãy giờ mấy con thôi. Dạ. Còn cá lưới chừng nào mới vô cô? Có cá lưới, dưới này có vô cá lưới không cô? Dạ. Hiểu là cá mành. Nhìn cái dừa chỗ này là rất là lớn nè. Đằng kia là mực. Cá chèo bẻo, cá này miếng lẩu ăn ngon lắm. Nó có cá mú nữa kìa. Bây giờ bắt đầu phân phối cá đi những chỗ khác. Bữa nay ốc chưa thấy sò lên. Cô đằng này là mực. Chỗ này chút xíu nữa mực mới lên nữa. Mình đi ra cho bãi xếp bên đó. Giờ này bên đây bắt chút xíu nữa. Qua đợt rồi chút xíu nữa cả nhà. Thì cá mới đông. Giờ mình đi qua bên bãi xếp mặt này êm, mùa này êm nên bên đó cá lên rất là nhiều. Trăm đâu đó.
chạy lên trên đường luôn. Đây con đường này lội lại chút xíu nữa là tới cầu cảng quốc tế nè. Sát bên nè, lội lại chút xíu nữa là tới đó nha. Ngay cái chỗ trên dốc đó. Mình hỏi cha mình điện cho cha mình cái đó. Mình đang đứng bên bãi xếp lớn nè. Cái này chưa có vô cá nha. Xe đậu quá trời luôn mà chưa có vô cá. Đó là cấp treo đó. Có cắp treo chạy hả? Có đón khách luôn kìa. Chắc là đi được rồi đó. Mở cửa rồi. Rất là đẹp. Bữa nay trên này không lên cá ta. Thường là lúc trước là trên này lên cá nhiều lắm nè. Bãi ship lớn nè. Rồi bây giờ mình chạy qua bên mấy chỗ khác nha. Đây chờ chút xíu nữa coi thử sao. Coi thử có cá lên không mình quay. Mình thấy ghe đậu ngoài đó cũng quá trời kìa. Cáp treo chạy nè. Bữa mình đi xuống như này cáp treo chưa có mở cửa. Hai ổ đi, hai ổ để ớt nha. Phía trước đằng đó là chợ An Thới đó. Hai cha con mình ghé đây mua bánh mì để mà chạy về chợ. Sáng ngày xuống dưới cảng cá An Thới thì cá rất là nhiều luôn, hải sản quá trời luôn. Ghé mua bánh mì xong mình chạy lên đây, chạy cặp đường này chạy lên. Hôm nay chắc là mình không có đi vô chợ thôi, chạy về luôn. Xíu mình chạy ngang cái chợ đó, quay ngang qua cho cả nhà mình coi. Hôm nào đi xuống thì có dịp mình đi dẫn cả nhà vô chợ. Hướng này ngược lại đi xuống dưới chùa Sùng Đức nè, bãi ship lớn bãi ship nhỏ đi hướng này ngược lại. Mình ở dưới đó mới chạy lên. Bữa nay mình không có đi vô chợ. Mình đi chạy ngang thôi. Trời trời trời, xe nó qua không? Kẹt ngay đó rồi. Cũng chui qua đâu có được luôn. Ở đây là đường Nguyễn Trường Tộ nè. Đường này đi xuống cảng cá quốc tế. Cảng quốc tế rồi cảng cá đó. Đường này thì đi về Dương Đông lại. Xe này chắc chạy đi xuống dưới kia, dưới cảng. Nhà thờ này chắc không mở cửa đâu cha. Rồi. Bữa nay hả? Bữa nay thứ tư. Nên chắc không mở cửa đâu. Nãy dưới đó cá chuối nhóc luôn nè. Dạ, cá chuối đây là cá chuối. Đó là cá ấy, cá chuối. Cá chuối. Thới là phải đi sớm ha. Tầm mình đi xuống như này tầm 6 giờ là đi ra cảng cá. Xong rồi 7 giờ mình lên trên chợ An Thới. Này là cá hải sản ở chợ An Thới này sẽ rất là nhiều. Tree.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Chào cả nhà cái coi. Tạm biệt cả nhà mình nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Và chúc cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe. Đúng rồi cả nhà. Thì mình có làm một cái kênh săn bắt á, hai cha con vlog đó. Cả nhà có yêu thích săn bắt và trải nghiệm săn bắt á thì đăng ký kênh ủng hộ hai cha con mình nha. Cảm ơn cả nhà. Mình sẽ để kênh trên này cả nhà mình coi nha.